Hi, xin chào quý vị và các bạn. Mình đang đứng ở chỗ tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á. Phía sau đầu bà đập kia giờ người đang ở bển đang rất là đông nha quý vị. Đông mà vui lắm. Buôn bán đồ. Đang mùa dịch thì đi buổi chiều đi tới đây chơi thì cảm giác nó bình yên hơn. Còn phía sau lưng mình nào quý vị, đó là trung tâm hành chính thị xã Bình Long, đang phía trên luôn. Từ phía đó ra tới ngoài quốc lộ 13 luôn quý vị, đang thi công rất là rầm rộ. Sẵn video này mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, các nhà đầu tư có một lô đất ở đường đôi. Nếu mà đứng theo cái tượng Phật này nè quý vị, bên tay trái là đường đôi, còn bên tay phải là đường đơn. Ở phía đường đôi này có người chào bán một lô đất 6/20 có giá là 2 tỷ đang chào bán. Thì thích đất hoặc ở khu vực này thì hãy nhanh tay nha, tại vì đất này lên giá. Mình biết đất ở khu vực này từ lúc 70-80 triệu một lô á, mà đến bây giờ lên 2 tỷ lô rồi. Ở đầu đường bờ đập thì nó lại cao hơn nữa. Hãy nhanh tay đầu tư khu vực này nha quý vị, tại vì ở đây là khu vực trung tâm hành chính luôn rồi đó, trung tâm hành chính mới của thị xã Bình Long luôn rồi đó, rất là tiềm năng. Còn chỗ tượng này thì tượng cao nhất Đông Nam Á, đẹp quý vị. Ở phía trước này là tượng Bổn Sư, phía sau là tượng vị Phật tương lai, Phật Di Lặc á. Còn phía sau nữa thì có núi đá giả, có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Khu vực này rất là hoành tráng nha quý vị. Cảm ơn quý vị.